Chào cơm thì nói chuyện với mọi người một chút. 7:40 17:40 nói chuyện với mọi người một chút về cái việc là những cái người như thế nào thì hợp nuôi cái con chó rút quyền lực. Thì là đây, nó có một cái hiểu lầm của mọi người. Khi mà nhiều người nghĩ là cái giống Rottweiler này nó là giống chó rất là hiền, nó không hiền đâu mọi người. Nếu mà nói đúng ra mà nói ấy, thì là Rottweiler nó hiền là nó hiền với những cái người thân thiện với nó, nó hiền với chủ, với người nhà, với bạn chủ, nghĩa là có mặt chủ thì nó thấy chủ nó tiếp bạn, nó sẽ nhìn thái độ của chủ. Siro lên đi, thích đây. Không có nghĩa là nó hiền nhé mọi người nhé, nó ngoan thôi chứ hiền thì không hiền đâu. Nó rất là bá đạo chứ không phải là không. Có cái video mình đã post lên để cho mọi người xem về cái việc là xô xát giữa hai con chó, khi mà hai con chó cái, khi mà mình cho chúng nó làm quen với nhau, một con ở nhà từ nhỏ và một con lớn lên ở một chỗ khác chuyển về sống cùng. Hai con chó đều là chó của nhà thôi, nhưng một con là lớn lên ở chỗ khác rồi chuyển về sống cùng, thì hai con nó nắn gân nhau và nó đánh nhau. Đấy là cái video can chó đánh nhau và xô xát giữa con Hanna và con Gina. Thì để mọi người một cái video đấy để cho mọi người có thể biết được là gì, mọi người có thể biết được là con chó rốt nó không chỉ là những cái lúc mà nó mít gất như này đâu, nó không phải là nó chỉ là đơn giản là như mít gất như này. Đây là một bộ mặt của nó, còn một cái phần nữa của nó là nó cực kỳ bá đạo chứ không phải là nó không hiền, nó ngoan nhưng nó không hiền. Nó là cái giống chó bảo vệ, nó là cái giống chó nên bản năng của nó, bản năng bảo vệ thì nó không thể nào hiền được, gọi hiền là không phải. Và những cái người nào ấy mà thích hợp để mà nuôi cái giống rốt này thì mình nghĩ là những cái người mà tính cách nó một là phải điềm tĩnh, hai là những cái người mà có cái khả năng thích nghi rất là rộng, bản lĩnh một chút, cái người chủ cũng cần phải bản lĩnh. Bởi vì nếu mà không bản lĩnh ấy, thì chúng ta sẽ chỉ nuôi được gọi là thích nghi được với nó những cái lúc mà chúng nó rất là hiền như này thôi, còn lúc nào mà chúng nó đại máu đại ca nó nổi lên thì chúng ta sẽ sợ, chúng ta sẽ kinh đấy chứ không phải không đâu. Nó khi mà nó có xô xát, nó đánh nhau hay như thế nào nó như là hai con gấu, mọi người hiểu là như thế. Chủ nuôi cái con chó bản lĩnh thì chủ cũng cần phải có bản lĩnh để mà thế này thế kia và không được yếu tim. Vì khi mà cái máu chiến của con chó nó lên, nó gặp đối rồi, cả khi hay là ai đe dọa nó thì lúc ấy là mình phải cứng thì mình mới có thể là mình ok được. Là cái con rốt đấy là những cái người chủ cũng là, nếu mà mình nghĩ là những người hợp thì là cũng là những người, một là cái tính cách nhìn chung là điềm tĩnh, hai là bản lĩnh nữa, có cái khả năng thích nghi cao với lại cái sự biến đổi. Tính cách của cái giống rốt này nó cái giải tính cách nó rất là rộng, bình thường thì nó hiền này, nó lành, nó yêu như là một đứa trẻ con, nhưng mà khi mà có cái gì đe dọa nó hay là cả người và hay là cả chó nào, siro lên, đe dọa nó thì lúc đấy câu chuyện nó hoàn toàn khác. Câu chuyện lúc đấy là nó sẽ quay 180 độ, với tính cách nó thay đổi 180 độ này, nó thành đại ca luôn, nó sẽ thành đầu gấu ngay, chứ nó không phải là bé ngoan đâu, không phải là siêu bé ngoan đâu, nói thế nào cũng được đâu.
Và cái con rốt này nó có một cái tính cách của nó là nó không dễ làm thân nữa, nó có thể quen nhưng mà thân thì nó không dễ. Và cái xu hướng của nó là ưu tiên một chủ, xu hướng của chúng nó là ưu tiên một chủ và rất nhiều người quen nhưng mà chủ là ưu tiên một thôi. Chủ thì thế nào cũng được, chiều chủ, hõng chủ. Khi mà có chủ ở đấy là tất cả mọi người là chỉ là làm nền thôi, cho chủ nó thôi. Đấy là cái tính cách của cái giống chó đó thôi. Và cái với cái tính cách như thế thì với cái tính cách mà nó xoay chuyển rất là lớn như thế thì người chúng ta là chủ, chúng ta cũng phải có những cái gọi là cái bản lĩnh cứng một chút. Và chúng ta phải biết cái điều ấy, chúng ta phải biết lường trước. Tại sao mà mình quay cái video kia là để cho mọi người hiểu được cái vấn đề là cái con rốt nó không chỉ đơn giản là nó những cái lúc mà nó mít gớt nó theo kiểu như này đâu, mà cái khi bá đạo bất kỳ một con mít gớt nhá, đây là khi với chủ thôi, hay là với người quen, hay là có mặt chủ ở đấy, chứ còn không có chủ thì nó sẽ là một cái con đại ca ngay chứ nó không phải là mít gớt đâu. Đấy là cái giống Rottweiler, con nào cũng thế, chuẩn tính cách mà nó là như thế. Thì để mọi người sẽ có cái một cái nhìn xác đáng về nó, chúng ta ở đây là chúng ta nuôi một con chó vệ sĩ. Nó là một con chó vệ sĩ, nó vừa là bạn, nó vừa là vệ sĩ, chứ nó không phải là một con chó cảnh. Là mình phải nhấn mạnh lại một điều như thế, bởi vì nhiều người khi thấy những cái con chó nhà mình nó rất là thân thiện thì mọi người lại nghĩ là cái con rốt là nó cái tính cách của nó rất là hiền, nó thế này thế kia, nó thân thiện, ok, nó rất là thân thiện, chứ không phải không. Nhưng mà cái mặt đại ca của nó thì nó cũng là cực kỳ đại ca, nó là một cái xoay chuyển hai cái thái cực, hai cái hướng mà nó đều quyết liệt cả. Tính cách của nó nhìn nó có thể nói là nó rất là quyết liệt. Với chủ thì nó là trẻ con thôi, và nó cũng rất là thân thiện, nó rất là chủ động thân thiện, chứ không phải là nó không cà khịa nhá mọi người nhá. Nhưng nếu mà nó có cái gì nếu mà cà khịa chúng nó thì lúc đấy chúng nó sẽ đại ca. Nó với người lạ thì nó không dễ thân đâu, dễ quen thôi. Câu chuyện quen là khác và câu chuyện thân là khác. Dễ quen nhưng khó thân. Thân chủ thôi, người nhà của chủ là còn đang xếp ở đằng sau chứ không nói là đến người lạ nhỉ. À thế cái câu chuyện này là nói thêm một chút là một cái con chó rốt thì nó có thể là nó yêu quý nhiều người như nhau được không? Giả sử nhà có 2 người hay nhà có 3 người thì câu trả lời của mình dựa vào việc mà mình nuôi cái con rốt này rất nhiều con chó nuôi gần và nuôi cũng nhiều năm nay rồi thì mình có thể khẳng định với mọi người là con rốt nó luôn luôn nó ưu tiên một người cao hơn, luôn luôn sẽ có một người ưu tiên hơn những người khác, xếp ở cái mức ưu tiên sau người trong nhà nhé mọi người nhé. Ok, lên đây nào, siro lên, messi lên, ngồi chưa này, ngồi chưa, rồi pila lên ghế. Đi lên, 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 rồi ngồi đấy, siro, lên, siro, rồi ngồi đấy, ngồi yên đấy để anh lấy đồ, ngồi yên đấy. Ok, còn con đánh con này nữa, bụp giờ, con đánh con này nó không ăn được, không ăn được bánh, không không, ngồi yên đấy, lên trên. Không. Lên ghế ngồi. Đây này. Lên lên. Lên. Ngồi đây này. Để ngồi đây. Yên.
đi làm siro nasi đi làm bấy đi đây là chờ ăn thôi thì cho nó bánh miếng cho nó vui vậy. Ông tướng này ông cũng đòi ăn bánh quy chứ hả, có biết ăn không? Này, cọc cọc này không dám cho nó ăn linh tinh, cho nó ăn linh tinh là mất công lắm. Đây ngồi yên, ngồi yên không nhảy lắm. Đây của em đây, của em đây. Nghe thấy bác sĩ bảo là không được cho nó ăn bánh quy, thôi thì cho nó ăn một miếng bé vậy chắc không sao, bởi vì là cái sự thích nghi của mỗi một không cái sự thích nghi của mỗi cái đường tiêu hóa của mỗi giống chó nó khác nhau chứ nó không có giống nhau đâu. Khi mà mình cho ăn nho ấy thì nhiều người bảo là ăn nho nó ngộ độc. Đây, nhưng đấy là cái câu chuyện với các cái giống chó gốc châu Á. Các giống chó gốc châu Á thì nó là như vậy. Còn gốc châu Âu thì không. Chó nhà mình ăn nho suốt đấy, có vấn đề gì đâu. Không, chạy. Bạn về chưa được dạy. Đây. Không, nhoi bủ phát ra. Đòi ăn.